Xin chào các bạn. Thì hôm nay trời mưa rồi, mình không có đi ra ngoài quay cho các bạn xem bảng hiệu được. Hiện tại thì mình đang có mặt ở tại cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Thì hôm nay đã là ngày 12 tháng 10, 4 giờ chiều rồi ha. Video này có lẽ là ngày mai mình sẽ mang đến cho các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật giá một dòng xe của Yamaha. Cũng khá lâu rồi, hôm nay mới lại cập nhật cho các bạn. Đó chính là dòng xe Yamaha Fin, tức là Jupiter Fin đó các bạn. Động cơ là 115 phân khối. Yamaha mới tung ra thị trường cách nay không lâu. Và giá xe hiện tại đang cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt luôn. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ra phía sau như thường lệ ha. Đó. Đây chính là cái kho xe khủng mà các bạn đang nhìn thấy nè. Đây. Đây, sắp tới nơi rồi các bạn. Dòng Yamaha Jupiter Fin ha. Mình đã có một video báo giá rồi. Và có mở đèn cho các bạn xem luôn ha. Video này mình sẽ quay báo giá thôi. Hiện tại thì cửa hàng sẽ có đầy đủ phiên bản màu cho mình luôn. Đầy đủ nha, không thiếu màu nào. Sẽ có bản tiêu chuẩn và bản cao cấp. Bản tiêu chuẩn là yên đen, bản cao cấp là yên nâu. Đây, 4 màu phiên bản cao cấp. Màu xám, màu bạc, màu vàng, màu xanh, xanh nhạt. Đó, màu sắc này thì các bạn thấy là nó tương đối giống với ở ngoài đó các bạn. Tương đối giống ha. Còn ở bên này thì sẽ có 3 phiên bản tiêu chuẩn yên đen, màu đỏ, màu đen và màu xanh đậm. Cả 7 chiếc xe này đều sở hữu là nước sơn bóng đó các bạn. Yên đen thì chúng ta sẽ có cái ốp này, ốp ổ khóa, rồi bộ đồng hồ. Cái chỗ này nè các bạn, ốp cái đồng hồ nè là màu đen. Còn với phiên bản là cao cấp thì yên nâu. Thì cái ốp này và cái bờ đồng hồ cũng là màu nâu luôn. Ok chưa? Và giá mới nhất hôm nay mình chuẩn bị báo cho các bạn là đã bao gồm VAT. Nhưng mà chưa bao gồm phí biển số nha. Các bạn lưu ý vấn đề này. Giá mới nhất hôm nay phiên bản tiêu chuẩn nó chỉ còn có 30 triệu. Đúng 30 triệu thôi các bạn. Và bản cao cấp này nó sẽ chỉ cao hơn là có 500 ngàn thôi. Đó, 30 triệu 500 ngàn. Cho nên là các bạn thích cái màu nào thì mình cứ tự tin mình đến đây mình lựa chọn. Cửa hàng sẽ có ship xe toàn quốc, đồng thời có hỗ trợ bán trả góp cho các bạn luôn. Đây, trên hình ha, đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ đi lại chi tiết từng màu cho các bạn xem ha, và sẽ cho các bạn một vài những cái thông số của xe. Từ từ nha. Đầu tiên là chiều dài nhưng rộng nhân cao của chiếc xe này là 1940, 705 và 1095mm. Đó. Trọng lượng xe là 100kg, đúng 100kg nha. Tại vì xe chỉ có một phiên bản thôi là bánh mâm, thắng đĩa và có phanh UBS. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1235mm. Độ cao yên là 775mm, cực kỳ tốt luôn. Cao 1m6 thôi là mình tự tin điều khiển cái xe này rồi. Tại vì trọng lượng nhẹ và chỉ cao yên thấp. Nhưng mà khoảng sáng gầm lại rất tốt, 155mm. Tức là mình leo lề sẽ rất tự tin nha các bạn. Dung tích bình xăng sẽ là 4 lít, 4 lít nha. Để mình xem chiếc nào mới yên, mình mở cho các bạn xem luôn dưới này. Đây rồi, chỗ này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng nha. Bỏ nó đây đi. Bình xăng 4 lít đó các bạn. Phần cốp xe này là 9,7 lít. Nói chung là nó gần 10 lít nha. Đó, phần cốp xe. Các bạn xem lại nha. Dư sức để một cái nón bảo hiểm nửa đầu. Dư sức luôn. Gần 10 lít đó các bạn. Rộng rãi mà thoải mái ha. Tiếp tục. Lốp trước là 70 và 90. Vỏ này là vỏ có ruột nha các bạn. Cái vành này là 17 inch. Còn cái vỏ sau á, là 80-90. Đây, phần thắng sau sẽ là thắng đùm nha các bạn. Mâm là mâm hình ngôi sao. 1, 2, 3, 4, 5 cháu. Thuộc sao sơn đen luôn như thế này. Còn đây là phần bô ha. Cái phần này là nhựa nha.
nhựa đó các bạn, được sơn bạc là một cái điểm nhấn ở phía sau nè. Đó, phần thân sau ha. Về công suất của động cơ đi, đây là khối động cơ 115 phân khối ha. Nó sẽ cho cái công suất là 9 mã lực tại 7.000 vòng trên 1 phút đó các bạn. Và moment xoắn là 9,2 Nm tại 5.500 vòng trên 1 phút. Và xe sử dụng hộp số là 4 cấp số. Còn khối động cơ này á, nó sẽ sử dụng dung tích nhớt là 1 lít. Đúng 1 lít. Chúng ta sẽ châm nhớt và thâm nhớt ở chỗ này. Cây que này nó sẽ có cái phần bạch cargo để mình tham nhớt đó các bạn. Các bạn khi mua xe về á, mình chịu khó mình tham khảo cuốn sách này. Ở trong đây nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin mà các bạn cần. Đây ha, đầy đủ luôn. Các bạn chịu khó mình tham khảo nó nha. Cho nên là mình sẽ châm nhớt á, mình phải châm cho đúng với cái nhà sản xuất người ta yêu cầu. Ok chưa? Mức tiêu thụ nhiên liệu 1 lít xe này Yamaha công bố có thể đi được là tầm khoảng 61 cây số. Đó là con số của nhà sản xuất công bố thôi. Còn thực tế thì phải chạy mới biết được ha. Đây là cần đạp thắng, cần khởi động. Động cơ như thường lệ thôi, vẫn là sơn màu xám. Phần yếm của những chiếc phiên bản tiêu chuẩn á, yếm trong các bạn, nó cũng là màu xám nè. Màu bạc đó các bạn, chính xác nó là bạc á. Đó. Rồi ốp đồng hồ cũng như là ốp cái phần ổ khóa là màu đen nè. Tỷ số nén của xe là 9,3:1. Thì xe này mình có thể đổ xăng 92 được, 95 cũng ok luôn. Đường kính và hành trình bê tông á, là 50 × 57,9. Đây các bạn xem kỹ là phần đồng hồ nha, cụm đầu đèn trước nha. Bóng là bóng halogen. Phần mặt nạ trước nữa các bạn, có hai ngóc bắt giữ ha. Còn đây là cụm đèn xi nhan. Mình đánh giá cao cụm đèn xi nhan này cũng như là cái phần đầu đèn. Tuy nhiên thì cái phần này, đây mình xin nói luôn là nó hơi xấu chỗ này, mất thẩm mỹ chỗ này các bạn, nó hở ra nè. Và cái phần mặt nạ trước á thì thiết kế nói chung là hơi đơn giản và nó cho mình cái cảm giác là nó hơi to, hơi thô một chút xíu như thế này. Khi mình nhìn thẳng vào thế này á, đó, mà nhìn nè, và cái phần cổ nó hở ra nè. Còn về thiết kế tổng thể xe là như thế này là mình đã cảm thấy ok rồi. Chỉ còn một vài điểm là nó chưa có vừa ý thôi. Mỗi người thì sẽ có một cái nhìn khác nhau ha. Màu đen đó các bạn. Và hệ thống phanh UBS, tức là khi các bạn đạp thắng sau á, thắng trước này đồng thời nó sẽ kết hợp năng luôn nha. Mình thử cho bạn xem nè. Nè các bạn thấy không, cái lò xo nè. Đó ha, là nó ăn luôn cái thắng đĩa trước. Như vậy thì khi chúng ta phanh á, thì nó sẽ kết hợp cả hai phanh cùng một lúc, giúp cho chúng ta dừng lại một cách an toàn. Bên này chúng ta sẽ có màu đỏ ha, thắng đĩa đó các bạn. Bên này chúng ta sẽ có luôn cái cục động cơ 115 phân khối, 9 mã lực đó các bạn. Khối động cơ này mình xin nhắc lại là made in Việt Nam nha. Made in Việt Nam. Khối động cơ đó các bạn. Có phanh UBS. Đây là bản màu xanh cao cấp nha, yên nâu. Màu vàng. Vàng nhạt đó các bạn. Nó kiểu như vàng kem vậy đó. Bên này là cái màu bạc. Rồi bên này là màu xám, xám đậm ha. Bây giờ mình sẽ lên phần cụm đồng hồ mình xem lại nha. Thôi chiếc này cụm đồng hồ nó bị dán miếng keo rồi, để mình qua chiếc này cho nó đẹp. Đây, bên này chúng ta sẽ có những cái cụm công tắc rất là đẹp. Như thế này là ổn rồi. Công tắc này là rất ổn và nhẹ nè các bạn. Nhẹ hiu luôn. Xi nhan, còi, chìa khóa nè, một đôi nữa các bạn. Rồi ở đây chúng ta còn có một cái hộc để một chai nước. Rất là tiện dụng. Mình thích cái điều này.
cực kỳ thích luôn. Rồi cụm đồng hồ này cũng là một cái điểm cộng của xe, thiết kế rất là rõ ràng ha, chia ra hết luôn và nó nổi khối lên như là 3D cái phần này nè các bạn ha. Đây mọi người xem kỹ nha, thật là kỹ luôn. Và những cái chỗ này nè, nhìn thấy thiết kế rất là chắc chắn các bạn. Cái phần này, cái view mà ở trên mình nhìn xuống nè, các bạn thấy không? Đó, rất là chắc chắn. Mình rất thích cái điều này. Và chữ Jupiter phía sau nè, là tem 3D nha. Phim. Tay nắm sau thì cũng gọn. Đó, dễ cầm nắm. Bây giờ mình nhìn tổng thể phía sau của những chiếc xe phiên bản cao cấp nha. Có yếm nâu nè, màu bạc nè ha, màu vàng nè, màu xanh nè. Còn bên này là những chiếc phiên bản tiêu chuẩn, yên đen và yếm đen. Nó chỉ khác nhau là cái màu và cái phần yên màu nâu, yếm nâu thôi. Còn những trang bị trên xe là giống hệt nhau hết. Thanh UBS ha, có luôn. Thắng để trước, thắng đùm phía sau. Chúng ta sẽ có phần chìa khóa tích hợp mở yên ngay trên này, khóa từ luôn, rất là tiện dụng. Và đặc biệt là xe này không còn công tắc đèn nha, đã loại bỏ công tắc đèn rồi, giống như là trên chiếc Sirius FE của Yamaha mới ra mắt vậy đó các bạn. Các bạn có thấy thích cái đồng hồ này không? Mình thấy nó đẹp đó các bạn, đẹp, đẹp thật sự cái đồng hồ này. Rồi, cụm đèn hậu, mình cũng thích luôn. Cụm đèn hậu thế này là ok. Các bạn nhìn nè, nó rất là tinh tế ha. Mặc dù là bóng sử dụng trong đây là bóng halogen thôi, nhưng mà cái phần chó này, cái gáo ngoài này nó cũng nhìn rất là đẹp. Đó. Cho đến khi chúng ta nhìn thế này thì thấy nó hơi thô nè. Phần đuôi nó hơi bị thô một chút xíu thôi. Rồi, mình xin phép nhắc lại cái giá một lần nữa là 30 triệu bản tiêu chuẩn, 30 triệu 500 ngàn cho bản cao cấp. Đây, bản cao cấp đó các bạn. Có gì thắc mắc các bạn cứ vui lòng mình alo cho cửa hàng qua 3 số điện thoại di động nha. Cả 3 số này đều có Zalo là của bạn Mai, bạn Duy và bạn Huy, để mình tư vấn chi tiết hơn về vấn đề ship xe cũng như là giả góp ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.